đen nhất để là chính chiêu nhìn ngủ các mẹ tao sợ nó nổ quá à. Tao thấy trứng nó bị cháy đâu. Tao sợ chân miếng không tin tưởng tin tưởng là trứng bị cháy không ăn được. Dạ cũng chịu chết vợ cố luôn hả? Chưa, chín hết luôn. Sau khi đun nóng lòng trắng trứng, ta thấy hiện tượng đông tụ protein. Xin chào tất cả các thầy cô và các bạn, em tên là Hương, hôm nay em đang thí nghiệm 2 xem hiện tượng khi bỏ chanh vào sữa tươi xem có hiện tượng gì. Đầu tiên em cho một lượng sữa tươi vừa đổ vào cốc, sau đó em cho một ít nước cốt chanh. Sau khi cho nước cốt chanh vào em lắc đều. Sau khi lắc đều, em quan sát thấy hiện tượng sữa đông tụ protein trong môi trường axit. Xin chào thầy cô và tất cả các bạn. Hôm nay em xin tiến hành thí nghiệm thứ ba là đun nóng dung dịch sữa đậu nành và sau đó cho dung dịch nước muối vào. Sau đây em xin tiến hành thí nghiệm. Khi sữa đậu nành bắt đầu sôi, ta cho dung dịch muối vào. Và đây là thành phẩm. Ta thấy sữa đậu nành bắt đầu đông tụ và bón cục và chìm dần xuống phía dưới ống nghiệm. Mời các bạn quan sát hiện tượng.